Kính thưa quý vị, và tiếp sau đây sẽ là một trong những tác phẩm mà cô Bạch Mai đã viết và đã tạo nên tên tuổi rất nhiều nghệ sĩ, trong đó là có thế hệ sau này cô Mai dựng lại, đó là có sự nổi tiếng của anh Kim Tử Long, nghệ sĩ Kim Tử Long và chị Ngọc Huyền. Rồi sau đó là Bình Tinh cũng diễn vai này của mẹ, chị Thuận Mỹ cũng có diễn vai này, và các thế hệ con cháu sau này cũng diễn cái vở cải lương Lưu Kim Đính. Đó là một trong những cái vở diễn và rất nổi tiếng của soạn giả Bạch Mai. Và sau đây là thế hệ cháu ngoại của cô Mai, đó là Bảo Ngọc, và anh chào chị Bảo Ngọc và Trọng Nhân sẽ hát trích một đoạn trong trích đoạn Lưu Kim Đính. Mời hai con. Bà ngoại của chúng con ngày hôm nay với lời kính chúc sức khỏe thì chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Nói cho người biết, cho dù ta có ngang tàng hay ý thị thì ngươi có dám
Lưu Kim Đính, Phó Tà, Tà Sư Ý bị nàng bắt giữ, Đấng Anh Hùng Giáng Tử Hà Tư, ta chết chính còn hơn sống chi hổ người. Nếu nàng để ta sống, nàng dở cười dở khóc. Thôi mà sao quân bào hổ thì cho Cao Quân Bảo tử du đào kiếm.